Xin chào các bạn của CatTV. Và kính thưa tất cả các bạn, thì những cái tháng cuối năm này là những cái tháng rất là bận rộn, cho nên tất cả chỉ có thể ngồi ở nhà để vẽ tranh cá 3D nhằm đáp ứng lại các nhu cầu của các bạn để tặng trong các dịp lễ Tết. Và vì vậy mới tất cả có thể nào đi ra ngoài để quay các clip phóng sự về các kênh du lịch, review sản phẩm cho các bạn. Cho nên hôm nay MrK sẽ làm một cái clip nhỏ nhỏ để mời các bạn hãy cùng đi du lịch vào cái thế giới chuối. Và hôm nay MrK sẽ cho các bạn thấy MrK ăn chuối như thế nào. Và bây giờ MrK sẽ giới thiệu cho các bạn một chút cái loại chuối rất là đặc biệt. Ok, cái chuối này rất là to ha. Cái chuối này á được đem từ Mã Lai về. Nó khoảng là 50 ringgit. Và có loại chuối khác là chuối của Việt Nam mình. Vậy MrK sẽ ăn chuối với cái món như thế nào, cái cách thức như thế nào, thì mời các bạn hãy xem qua clip sau. Chuối là loại trái cây rất phổ biến và thân quen với người dân Việt Nam. Trong chuối chứa 8 loại axit amin, 11 loại khoáng chất và 6 loại vitamin rất tốt cho sức khỏe và hệ tiêu hóa. Ăn 2 trái chuối mỗi ngày sẽ giúp bạn bớt căng thẳng, điều hòa huyết áp và tăng khả năng đề kháng cũng như thích nghi với những biến đổi của thời tiết. Chuối còn làm cho tinh thần phấn chấn và bớt chán đời với các bệnh nhân trầm cảm, stress nặng. Dù kết hợp với nhiều loại gia vị hay có cách chế biến chuối chiên, bánh chuối, chè chuối đều đã lôi cuốn rất nhiều thế hệ. Chuối chiên có vị béo ngậy giòn thơm của chuối và lớp vỏ. Đây là món ăn quen thuộc của tuổi thơ của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên. Bạn có thể tìm thấy món ăn này tại các chợ, khu vực quanh cao ốc văn phòng hay trường học. Chuối nếp nướng. Chuối được bọc trong lớp vỏ nếp và cốt dừa béo ngậy. Sau đó nướng trên bếp than khoảng 15 phút. Chuối nếp nướng ăn cùng với nước cốt dừa và mè rang vàng. Chuối nướng xiên, dùng chuối sáp và nướng trần, không bọc nếp. Mỗi xiên chuối khoảng 4-6 trái tùy kích thước. Bánh chuối hấp được làm từ hỗn hợp chuối chín, bột, sữa tươi, sữa đặc, trộn đều hấp chín. Tùy theo sở thích, khẩu vị, người chế biến có thể thêm nhiều loại gia vị để tạo dấu ấn riêng. Bánh chuối từng ăn kèm với nước cốt dừa và mè rang vàng. Bánh chuối nướng và bánh chuối hấp có nguyên liệu tương tự nhau, nhưng bánh chuối nướng thơm, hương vị cũng dậy hơn. Kèm chuối đơn giản với chuối nước cốt dừa, dừa bào, mè rang vàng. Món ăn được cấp đông để tạo độ cứng, vị mát lạnh. Nhiều bạn nữ cùng đưa kem chuối vào thực đơn ăn kiêng. Chè chuối dân dã với các nguyên liệu có thể tìm thấy trong bếp như chuối chín, đường, bột bán, củ lan. Đây là món chè gắn liền với tuổi thơ của nhiều người miền Nam. Chuối luộc. Chuối thường dùng để luộc là chuối sáp, loại chuối không thể ăn ngay mà làm chín trước khi ăn. Chuối sáp có vị giòn, sần sật, ngọt thanh. Phần mật chuối sẽ dồn vào giữa trái tạo vị ngọt đậm. Chuối sấy là món ăn kết hợp giữa chuối già, chuối xanh hay chuối bom, chuối sứ, xiêm móc với đường, gừng tươi. Có những năm tháng khó khăn, tôi cá còn ăn chuối với cơm, chan nước tương, ấy vậy mà ngon. Tuổi thơ thì gắn liền với kem chuối, những năm cặp sách thì nhớ đến sinh tố chuối. Rồi thôi, chuối còn vô vàng những món ăn khác mà không thể liệt kê hết. Và có lẽ trong những cái thời tiết như thế này, chúng ta ngồi quây quần bên nhau bên cái chè chuối nướng thì quá tuyệt vời phải không các bạn? Chúc các bạn có được một mùa Giáng sinh thật an lành và nhớ an toàn vệ sinh thực phẩm nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip vừa qua. Nhấn nút đăng ký để theo dõi video tiếp theo các bạn.